lấy hết can đảm anh Bình quyết định đến tham gia chương trình tấu hài cái duyên cái phận nó vồ lấy nhau. Tại cuộc thi anh Bình gặp chị ca mừng tiếng sét ái tình trong anh nhảy loạn tùng phèo, thì ra hai người có cùng đam mê tấu hài. Sáng hôm sau bà Trạch đến công ty thẳng tay đuổi việc Nhất Hùng chỉ vì thái độ phục vụ của anh chàng vượt sức tưởng tượng. Louis thấy Nhất Hùng bị đuổi việc một cách vô lý nên đã chạy đến nói chuyện cùng bà Trạch, nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Gặp Nhất Hùng ở quán rượu, Louis đã phục sẵn ở đây từ trước, cũng nhờ có Tử Thiên mà quán thêm một vị khách ruột. Lại là chuyên mục sáng tác các món ăn mới anh Bình đưa ra, cho Nhất Hùng một món ăn điếu thể nào ngửi nổi. Chẳng góp được công sức gì nhưng Louis vẫn cho rằng anh là người đã giúp cho Nhất Hùng không bị đuổi việc, bởi bà Trạch rồi té nhanh để cho Nhất Hùng là người thanh toán. Nhân lúc Kaka đang đắm chìm với những hình ảnh của Nhất Hùng trong phòng vệ sinh thì bên ngoài bà Trạch đang tìm chứng cứ ngoại tình. Đọc cuốn nhật ký của Kaka lòng phèo của bà Trạch lẫn lộn, bà hẹn Nhất Hùng ra ngoài để tâm sự tuổi hồng. Bà kể hết những gì mình đọc được từ quyển nhật ký cho Nhất Hùng nghe, bà muốn bỏ cuộc trong cuộc tình với Kaka. Nhất Hùng nghe những lời bà Trạch nói, anh cảm thấy mình là một kẻ phá hoại, nước mắt cậu rơi tí tách. Cậu cố gắng khuyên bà Trạch cứu vãn lấy cuộc tình giữa hai người. Lúc này Kaka cũng đã tìm đến ông chú hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Cuộc chất vấn giữa ba người được diễn ra, Kaka tìm đủ mọi cách để giữ Nhất Hùng lại bên mình. Đứng trước cô vợ 20 chung sống, Kaka thú nhận một sự thật đau lòng rằng ông chú có niềm đam mê với trai đẹp. Đặc biệt chính là Nhất Hùng. Nói xong, Kaka ôm Nhất Hùng vào lòng thú nhận thứ tình yêu bọ xít này. Không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình, bà Trạch xách đít bỏ đi không nói một lời. Ngồi ăn sáng, Nhất Hùng nhớ lại chuyện tối qua, trong lúc miễn cưỡng bị Kaka hôn vào tay, bà Trạch đứng bên ngoài đã chụp ảnh lại. Đến công ty, A Mục gặp cậu bé đang tìm ba của mình tên Chính Văn. Vừa gặp Ryan, con trai của mình, Darren đã hỏi tội thằng bé, anh gọi điện để vợ lập tức đến đón cậu bé. Đang trên đường đi gặp khách hàng, Nhất Hùng gặp vợ và con của Darren. Lại một lần nữa Nhất Hùng dây vào người có vợ có con. Đẹp trai đâu có lỗi, lỗi chỉ tại ông trời ban cho Nhất Hùng vẻ đẹp nghiêng nước đổ luôn mấy anh có gia đình này. Hỏi ra thì Nhất Hùng mới biết Darren cùng vợ đã ly hôn từ lâu. Ryan muốn đến gặp ba nhưng Darren lại thẳng thừng đuổi thằng bé về. Thế là cả buổi sáng Nhất Hùng tìm cách rình mò nhìn Darren, nhưng lại bị anh chàng bắt được đòi moi mắt Nhất Hùng ra tế. Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kaka xuất hiện rủ đồng đội đi ăn tiệc nướng, chẳng nhân dịp nào cả. Để tình anh em công ty gắn kết, như keo 502, Kaka muốn tổ chức sinh nhật cho từng thành viên. Ông chú thừa biết tháng này là sinh nhật của Nhất Hùng nên giả đò bày đủ trò để có cái cơ tán giai. Và người quyết định địa điểm tổ chức sinh nhật là Nhất Hùng. Chẳng biết địa điểm nào hay ho, Nhất Hùng chọn ngay quán anh Bình. Chẳng biết dãi bày tâm sự với ai, Nhất Hùng tìm đến cô em bạn thân để tán gẫu. Nhắc đến chuyện 20 năm trước, Tử Thiên luôn là người cứu rỗi cho Nhất Hùng vì thằng em này quá đỗi hiền lành. Không còn cách nào khác, Nhất Hùng chỉ có mỗi Tử Thiên là bạn thân. Cậu năn nỉ cô em làm bạn gái mình một ngày để cắt đuôi mấy ông chú. Tiền giao cháo múc, Nhất Hùng móc tay cùng Tử Thiên lập kèo lừa lọc. Trở về nhà, Kaka cùng vợ chiến tranh lạnh không nói với nhau dù chỉ nửa lời. Lựa không có ai, Nhất Hùng hỏi Darren về người vợ cũ cùng đứa con nhưng ông chú này không muốn đề cập đến tình cũ rồi vội vã bỏ đi. Darren vừa đi, chị ca mừng vội đến nhắc khéo anh chàng Nhất Hùng không nên nhai lại chuyện buồn của nhà người ta. Tối đến, Nhất Hùng nhảy vào nói chuyện cùng A Mục về người thứ ba khiến Darren ly hôn. A Mục trả lời cho có rồi, lạnh như bắc băng dương đi vào phòng không muốn lo chuyện thiên hạ. Sáng hôm sau, Ryan lại đến tìm Darren, cũng vừa lúc A Mục đi vào, cậu bé muốn tham gia chơi cầu lông cùng ba. Nhưng chưa tìm được dịp để nói với ba, A Mục thấy vậy bèn hứa sẽ giúp cô cậu chuyển lời đến Darren. Ngày sinh nhật của Nhất Hùng, đến cả công ty kéo đến quán anh Bình để nhậu nhẹt. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Nhất Hùng cùng cô em Tử Thiên nhập vai diễn kịch tình yêu. Diễn quá nhập tâm nên Nhất Hùng cùng cô em Tử Thiên nhảy vào lòng nhau, đột nhiên có thứ gì đó như tiếng sét ái tình đâm xoẹt qua. Diễn xuất xong xuôi, Nhất Hùng qua dành đồ ăn với chị ca mừng, vô tình chiếc dĩa rơi xuống đất. Cúi xuống nhặt, Nhất Hùng vô tình thấy Darren cùng A Mục đang tay trong tay uống rượu một cách bí ẩn. Thì ra Nhất Hùng đã quá ảo tưởng, sức mạnh người anh Darren thích là A Mục chứ không phải mình. Quá tò mò, Nhất Hùng gặng hỏi A Mục mới biết Darren chính là người yêu cũ của cậu. Cuộc ly hôn giữa hai người, A Mục vô can, anh không biết Darren là người có gia đình. Nhất Hùng cũng là nạn nhân nên anh đã vội dỗ dành A Mục không cần phải dằn vặt bản thân. Phần thi cầu lông chuẩn bị diễn ra nhưng Darren chưa xuất hiện, Ryan vô cùng mong ngóng và hồi hộp. Nhất Hùng cùng A Mục bèn lừa Darren một vố để anh đến hội thi cầu lông của Ryan. Nhưng kế hoạch đang tiến triển tốt thì bị Darren phát hiện ra, thực ra anh yêu con trai của mình. Nhưng anh không muốn nói với nó rằng, chỉ vì ba thích một người đàn ông mà rời xa hai mẹ con. Không muốn hối hận khi rời xa con trai, Darren chạy vào cuộc thi thay cho mẹ của Ryan. Hai cha con song kiếm hợp bích, tỷ số dần tăng lên nhưng vẫn không thể nào thắng cuộc. Mặc dù thua nhưng Ryan vẫn vui vì khoảng thời gian này cậu bé có bố bên cạnh. Thấy gia đình họ đoàn tụ, A Mục lặng lẽ rời đi không muốn quấy rầy bầu không khí của gia đình họ. Tìm tới quán anh Bình bị anh ra nhắc đến cái ôm giữa Nhất Hùng và Tử Thiên, hai người bỗng chốc ngại ngùng.
Tử Thiên vội vã rời đi vì sợ đỏ mặt, suy cho cùng thì Nhất Hùng đối với Tử Thiên chỉ là bạn thân. Hết ca làm Darren tìm gặp A Mục cảm ơn anh vì nhờ anh mà tình cảm gia đình thêm phần thắm thiết. Nhưng tóm lại thì Darren vẫn muốn nối lại tình xưa cùng A Mục, muốn được anh chàng cho thêm một cơ hội. A Mục không muốn trở thành người thứ ba nên đã khước từ lời đề nghị của Darren. Nhất Hùng cũng lựa chọn gặp mặt bà Trạch để nói về mối quan hệ giữa mình và Kaka. Với bản tính hiền lành của Nhất Hùng, cậu xin lỗi chú Kaka, thú nhận cậu chỉ thích đàn bà ngực bự. Nén lại nỗi đau, Kaka rời đi, bà Trạch đấp phía sau cũng phải rơi lệ vì cuộc chia ly của hai con người này. Thấy Kaka trở về nhà trong sự buồn bã, bà Trạch thay vì chửi bới như trước, bà lăn xả vào bếp nấu bữa tối cho Kaka. Cuộc sống của Nhất Hùng trở nên rối tung rối mù sau khi nói lời chia ly với Kaka. Đột nhiên Kaka gọi cậu vào phòng làm việc, lần này ông chú không còn đề cập tới chuyện yêu đương nữa. Kaka khen cho thành tích chốt đơn của Nhất Hùng, mặc dù miệng cười nói nhưng sâu bên trong nước mắt Kaka là biển rộng. A Mục đang đưa khách hàng đi xem nhà thì Tử Thiên gọi đến vì không tìm thấy Nhất Hùng ở đâu. Bên công ty, anh Bình cũng tìm tới xem tung tích của Nhất Hùng đang ở nơi nào. Khắc phục tình trạng hoảng loạn của anh Bình, chị Ca mừng đem cho anh Bình một đống đồ ăn. Hai người nói chuyện rôm rả vô cùng hợp cạ nhau. Được một lúc thì Nhất Hùng quay lại. Anh Bình kể lại chuyện mình đang gặp phải, bị người bạn cũ lừa ký vào giấy tờ bán căn hộ với giá 1 củ. Mà giá trị thực căn hộ của anh là 6 củ, chẳng biết thế lực nào làm anh ký vào bản hợp đồng đó. Thế là cả team lôi bản hợp đồng ra tìm một vài điều khoản sai trái trong hợp đồng. Jackson là cái tên đã tìm cách dắt mũi anh Bình bán nhà với cái giá bèo bọt. A Mục cùng Nhất Hùng tìm đến địa chỉ mà Jackson ghi trong hợp đồng, nhưng chẳng có ma nào ở cả. Vụ án bán nhà lỗ vốn của anh Bình rơi vào bế tắc, Nhất Hùng dãy đành đạch dựa vào vai của A Mục vì chẳng biết làm gì hơn. Nhất Hùng lải nhải không biết cô em Tử Thiên ăn ngủ nghỉ ở đâu. Nhắc đến Tào Tháo xuất hiện, Tử Thiên cùng một chiếc vali khổng lồ lao vào nhà Nhất Hùng. Thì ra A Mục đã giới thiệu cô đến đây ở cùng vài bữa để mọi chuyện ổn thỏa. Kaka trở về nhà trong trạng thái không có một chút sức sống, bà Trạch cũng đã đợi cơm từ lâu. Ông chú nhẹ nhàng ngồi xuống dùng bữa cùng vợ, nhưng miệng vẫn không thôi nhắc đến Nhất Hùng rồi rơi nước mắt. Nhiệt tình hơn nhiệt độ, A Mục nấu nướng tiếp đãi Tử Thiên từ chân lông đến kẽ tóc. Nhất Hùng thấy vậy thòm thèm bèn hỏi xin một suất ăn uống, nhưng bị A Mục từ chối một cách đau đớn. Quê chữ E kéo dài, Nhất Hùng tìm đến anh Bình để tìm đồ ăn lót dạ. Vẫn là mấy món cũ, nhưng ngon nghẻ đến lạ thường đối với Nhất Hùng không chút tài năng nấu nướng. Lấy lại tinh thần cho anh Bình, sau khi bị lừa, Nhất Hùng làm trò con bò kèm thêm vài mẩu chuyện cười, cho anh Bình cười khô cả lợi. Tan ca, Nhất Hùng cùng A Mục lại một lần nữa cùng nhau đi tìm manh mối tên Jackson. Hỏi lại mấy người trong chung cư, Nhất Hùng và A Mục mới biết được Jackson từng đến với mong muốn mua lại căn hộ. Nhưng điều khoản trong hợp đồng vô cùng phi lý nên đến cả người già mắt mờ cũng thấy được là lừa lọc. Riêng chỉ có anh Bình cả team mới ký vào hợp đồng của Jackson không chút chần chừ. Nhất Hùng cùng A Mạc lại trở về công ty tìm ACC của tên Jackson đa cấp. Đang chuẩn bị rơi vào tuyệt vọng thì chị Ca mừng đưa địa chỉ công ty của hắn ta cho hai người. Nhưng vẫn chưa thể làm gì được hắn ta, Nhất Hùng lại cùng Tử Thiên nhậu nhẹt hết mình trong chung cư. Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau làm cho Nhất Hùng cùng Tử Thiên đứng hình mất 5 giây. Chẳng thể hiểu nổi thứ tình cảm giữa hai người này là gì nữa, nhưng dường như con đĩ tình yêu đang gõ cửa. Vừa bước vào cửa, A Mục đập vào mắt anh chàng là một đống đồ hỗn loạn trước mắt mình. Anh Bình đang bận trông quán thì chị Ca mừng đi tới cùng một đống ngồi nhậu trên tay. Cặp đôi hợp cả đến mức ngồi thâu đêm để tâm sự đêm khuya, đúng là trời sinh một cặp mà. Nói miết thì cũng mỏi cơ hàm, chị Ca mừng chìm vào giấc ngủ sau khi nghe câu chuyện cảm lạnh mà anh Bình kể. Mặc dù ngày nghỉ nhưng Nhất Hùng cùng A Mục vẫn dậy thật sớm để điều tra lại hợp đồng của anh Bình thêm một lần nữa. Tới quán anh Bình thì chị Ca mừng đã chờ sẵn ở đây, không biết cơn gió nào đưa chị đến đây từ sớm vậy. Mặc cho mọi người góp sức điều tra vụ hợp đồng, Tử Thiên vẫn đúng như lịch hẹn cùng Louis xem phim. Ngồi nói chuyện với nhau, Louis mới biết được cô em Tử Thiên đang ở nhà của Nhất Hùng. Anh chàng sốt cả vó lên vì sợ vợ tương lai của mình có vấn đề mờ ám với Nhất Hùng. Nhưng cô em Tử Thiên vẫn khẳng định rằng mình mới Nhất Hùng chỉ là bạn ngáo của nhau không hơn không kém. Xem hết từng cm của hợp đồng, mọi người cũng đã thấm mệt, Nhất Hùng cùng A Mục đi về để lại chị Ca mừng cho anh Bình lo liệu. Chơi trai xong xuôi, Tử Thiên cũng đã xây bét tè nhè, Louis lặng lẽ dìu cô em lắm mồm về nhà. Đến nhà, Tử Thiên lao thẳng vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề, nhưng lại bắt ngay khoảnh khắc Nhất Hùng đang tắm táp trần như nhộng. Nhìn cô em Tử Thiên, lòng anh có chút xao xuyến, đang định trao cho cô nàng nụ hôn bá cháy con bọ chét thì Tử Thiên lại mắc ói. Nhất Hùng bế cô nàng vào phòng đang định rời đi thì Tử Thiên kéo tay anh lại. Bên này A Mục chằn chọc mãi cũng không tài nào ngủ nổi. Tỉnh dậy sau cơn phê pha, Tử Thiên dãy đành đạch vì sự xuất hiện của Nhất Hùng trong phòng của mình. Nhất Hùng cho rằng cô em quá đáng vì chưa gì đã định đổ tội cho anh bóc tem của cô em. Tử Thiên kể lại tường tận hành trình say xỉn của mình, nhắc đến cảnh phòng tắm, Nhất Hùng câm nín. May mắn cô em không hề đề cập đến cảnh nhìn thấy con chim non của cậu, Nhất Hùng hú hồn cái tâm hồn còn nguyên vội vã ra ngoài.
Vừa đến công ty, Louis đã lao ra hỏi tình hình của cô em Tử Thiên. Chưa gì cậu đã bị Nhất Hùng mắng cho té tát vì dám cho cô em uống đến say tít mùi như thế. Chuẩn bị quay người đi, Louis khen chữ ký của anh Bình thật không ngờ đường nét lại đẹp như vậy. Điều này khiến Nhất Hùng nảy ra một ý tưởng lớn, anh lao đến gặp chị Ca Mừng, cùng lúc chị cũng có được địa chỉ của tên rách son lừa đảo. Cả hai cùng tìm đến, cố gắng ra rẻ để tạo chút khí thế, nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn ta ở đâu. Đợi đến mòn cả mông thì hắn ta cũng đã xuất hiện. Nhất Hùng giơ tay ra bắt tay cùng hắn ta coi như lời chào. Thế là họ thuận lời đi vào văn phòng Nhất Hùng, cũng chẳng che giấu gì nữa, anh đến đây muốn hủy hợp đồng và lấy lại căn nhà. Nhất Hùng đưa ra chứng cứ cho rằng rách son lừa gạt anh Bình. Nhìn vào phần chữ ký, anh chàng tỏ vẻ ta đây thắng chắc. Nhưng thật không ngờ rằng, dù cho anh Bình có dùng biệt hiệu hay con rùa ký vào hợp đồng thì vẫn có hiệu lực pháp lý. Không còn gáy to được nữa, Nhất Hùng ngồi xuống im ra không nói một lời. Chị Ca Mừng quê một cục với thằng em. Không còn gì để nói, Nhất Hùng cùng chị Ca Mừng xách đồ đi về trước khi bị kiện tội vu khống công ty rách son. Bên này, Louis vẫn tiếp tục đưa bà Trạch đi xem thêm một vài căn chung cư thích hợp, tranh thủ làm việc. Nhưng Louis vẫn không nhắn tin rủ cô em Tử Thiên đi ăn cùng mình, nhưng lại bị cô từ chối. Anh đành rủ dê bà Trạch cùng mình dùng bữa, gặng hỏi bà mới biết mối tình giữa bà và Kaka đã vô phương cứu chữa. Bà muốn nhanh chóng tìm căn hộ dọn đi để giải thoát cho nhau, càng nhanh càng tốt. Gây chuyện xong xuôi, Nhất Hùng cùng chị Ca Mừng đến quán anh Bình tận hưởng trận thua cuộc cùng với vài món ăn do anh Bình tự sáng tác. Nhìn hai người đá mắt qua lại, Nhất Hùng với kiến thức phổ thông cũng đã ngửi được hai người có tình ý với nhau. Về nhà, Nhất Hùng kể lại chuyện với Tử Thiên, cô cũng nhắc anh để tâm đến A Mục một chút. Một tay cậu ta chăm sóc Nhất Hùng, mà anh lại bỏ bê cậu ta một mình lẻ bóng như vậy. Không nhắc đến chuyện này nữa, Nhất Hùng lại kể về cuộc tình dĩ vãng với ông chú Kaka. Đột nhiên, Louis gọi điện thoại tới, Nhất Hùng kéo tay Tử Thiên, lại cầu xin cô nàng đừng nghe máy. Hai người rơi vào trạng thái ngại ngùng chào nhau rồi ai về phòng nấy đánh chén giấc ngủ. Gọi Tử Thiên không nghe máy, Louis đến cả gái đẹp ngỏ lời anh cũng từ chối. Sau khi ai về phòng nấy, Nhất Hùng dãy đành đạch vì không tin nổi những chuyện vừa nãy mình đã làm. Chẳng có nhẽ mưa dầm thấm lâu, cậu đã có tình ý với cô bạn thân Tử Thiên. Nhìn thấy Nhất Hùng điên loạn trên ghế sofa, A Mục đi đến muốn nói chuyện với cậu, nhưng Nhất Hùng lại hết tâm trạng hẹn ngày mai rồi nói. Đang lúc lời đồ uể oải, A Mục cùng chị Ca Mừng đề cập đến vụ phá án, Nhất Hùng lại vội vã cắp đít đuổi theo. Ngồi buồn bã trong góc, Louis nhận điện thoại từ bà Trạch để xem thêm vài căn hộ. Chuyện tâm linh không đùa được, bà Trạch vẫn tin tưởng cô bạn thân xem bói cho mình một tương lai mới. Dự đoán của cô bạn thì bà sẽ có một mối tình mặn nồng mới, mà cũng hay người bà đang nhắm đến lại là Louis. Anh đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa, ba anh em siêu nhân cùng nhau đi tới công ty của Rách Son để dàn mặt lần hai. Nhưng lần này A Mục mang đến một chứng cứ mới, đó chính là chiếc máy ghi âm của anh Bình. Ghi âm lại tất cả cuộc nói chuyện mua bán giữa anh Bình và Rách Son không thiếu một dấu chấm. Và thế là Rách Son cúi đầu nhận thua trả lại căn nhà cho anh Bình. Nghe xong tin chấn động lục địa, cả ba vui như nhặt được vàng. Ngồi buồn móc đít ngửi chơi, nhưng Louis vẫn không quên nhắn tin hỏi cô em Tử Thiên tình hình sức khỏe. Không được gái trả lời, Louis quạo thật sự, đến cả Kaka hỏi về vụ xem nhà của bà Trạch anh cũng bật lại tanh tách. Kaka đành gọi riêng Louis vào phòng mình để nói chuyện, ông muốn cho vợ cũ của mình một nơi ở mới thật là tuyệt cả là vời. Mặc cho số tiền có vượt quá thì Kaka cũng sẽ là người đắp vào phần thiếu của số tiền thuê căn hộ mới của vợ cũ. Xong xuôi, Louis xin phép trở về làm việc. Cuộc chiến giành lại tài sản thành công, Nhất Hùng gọi điện thông báo cho Tử Thiên. Thế là hai anh em nhà anh Bình từ giờ không còn phải lo lắng về nơi ăn trốn ở nữa. Đi lang thang trên đường, Louis gọi điện cho bà Trạch thông báo về căn nhà mới anh vừa tìm được vô cùng phù hợp. Vốn đã thích Louis nên bà Trạch cũng tranh thủ thời cơ thả thính với chú em trước khi gặp mặt. Mặc dù đòi lại được căn nhà, nhưng Tử Thiên vẫn nài nỉ Nhất Hùng cho ở ké thêm vài hôm nữa. Để cảm ơn tấm lòng mà hai người đã giúp cho gia đình mình, Tử Thiên muốn vào bếp nấu ăn để đãi anh em. Quá đỗi sợ hãi tài năng nấu nướng của Tử Thiên, Nhất Hùng kêu A Mạc té nhanh trước khi bị Tào Tháo rượt. Thấy ca ca vẫn không thôi nhớ về Nhất Hùng, bà Trạch động viên chồng cũ đeo bám đến cùng, rồi đưa tờ giấy ly hôn ra để ký. Tắm rửa xong, Nhất Hùng đi ra gặp A Mục định đi đến nhà Darren. Anh vội ngăn cản, nhào vào ôm A Mục, đúng kịp lúc Tử Thiên quay về, cô lặng lẽ đóng cửa rồi rời đi. Đôi chim sẻ mặt đối mặt, Nhất Hùng không biết mình đang bị gì nữa, không thể hiểu nổi bản thân. Lấy hết can đảm, A Mục lại muối mặt tỏ tình lần hai với Nhất Hùng, cầu xin anh chàng hãy yêu lấy mình dù chỉ một lần. Chưa kịp suy nghĩ, Nhất Hùng đã vội chấp nhận lời đề nghị, thế là hai người chính thức là một đôi. Bỏ đi, Tử Thiên ngồi lặng lẽ nhớ lại những lần đụng chạm với Nhất Hùng, nghĩ lại lòng cô lại dằn vặt rồi rơi nước mắt. Tử Thiên cố gắng tránh mặt hai người hết mức có thể. Mặc dù hẹn hò rồi nhưng Nhất Hùng vẫn cảm thấy giữa mình và A Mục chẳng có gì thay đổi cả. Tới công ty, Kaka vẫn tìm đủ cách để quan tâm Nhất Hùng, nhưng lại bị chú em khước từ đến đau lòng. Để bớt quê với các anh em trong công ty, Kaka đá qua chuyện Darren và Nhất Hùng là hai thành viên lâu năm nhất trong công ty.
cần được cân nhắc và khen thưởng nhiều hơn các thành viên khác. Thế là Darren cùng Nhất Hùng đá mắt qua lại không ai nhường ai. Đúng như lịch hẹn, Louis đưa bà Trạch đến xem căn hộ đúng như những lời Kaka nói. Có vẻ Francesco vô cùng hài lòng với căn hộ này và cô cũng thừa biết Kaka là người đưa ra những gợi ý này cho Louis. Bên này hai đối thủ là Darren cùng Nhất Hùng vẫn đang đấu đá lẫn nhau. Không chờ câu trả lời của Nhất Hùng, Darren lôi cổ anh chàng đi ăn trưa cùng mình. Ngồi vi vu trên sân thượng, Darren dằn mặt Nhất Hùng vì dám tranh A Mục với mình. Nhìn qua hộp cơm của Nhất Hùng, Darren dặn hết cỡ cười thật to, vì anh chàng không có trứng kho như hồi trước Darren làm cho Darren. Tiếp theo đó, Darren đề nghị Nhất Hùng đuổi A Mục ra khỏi nhà, để hai người không bị cảm nắng với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Darren muốn hai người tách nhau ra, để không có cơ hội thả thính lẫn nhau. Thì ra những năm trước Darren rời A Mục đi là vì chưa đủ lông đủ cánh, để thú thật giới tính bị bẻ cong của mình. Darren van xin Nhất Hùng rời xa A Mục, để anh có thêm một cơ hội nữa nối lại tình xưa. Ngồi làm việc, Nhất Hùng hỏi vu vơ A Mục vì mãi chẳng thấy Tử Thiên về nhà. Té ra mới biết cô em đang hẹn hò cùng với Louis, có vẻ như mối quan hệ này có chút khả quan. Nhưng Nhất Hùng không muốn cô bạn thân của mình rơi vào một anh chàng đa tình. Chẳng thèm quan tâm, A Mục rủ Nhất Hùng đi shopping cùng mình, vì đồ Nhất Hùng mặc A Mục nhìn mà thấy ớn. Theo như quan điểm của A Mục, không muốn người yêu mình như một thằng ngáo. Thấy Tử Thiên cả ngày mặt nhăn mày nhó, anh Bình đành làm cho cô em một cốc thạch rau cau giải tỏa cảm xúc. Anh Bình đánh hơi được cô em gái mình có chút vấn đề với Nhất Hùng, nhưng thay vì trả lời, Tử Thiên nói bóng nói gió rồi rời đi nghe điện thoại. Cuộc chiến shopping bắt đầu diễn ra, A Mục làm ngay cuộc cải tổ cho gu ăn mặc của Nhất Hùng bớt phèn chua. Thử hết cả shop của người ta, Nhất Hùng mới lựa được một bộ ưng mắt A Mục. Lúc này Tử Thiên vẫn đang miễn cưỡng đến gặp Louis, anh chàng vẫn mang trong mình niềm hy vọng tán đổ cô em. Để có thể theo dõi cô em 24/7, Louis còn đặc biệt lập cho cô một tài khoản Instagram cho cô tha hồ thỏa sức sống ảo. Tử Thiên hỏi Louis về mối quan hệ giữa mình và Nhất Hùng dạo gần đây là bạn thân, nhưng khi Tử Thiên đến gần anh chàng, cô lại cảm thấy lảng vảng chút ít của con đi tình yêu. Louis cũng chẳng muốn níu kéo chút ít tình cảm với cô em nữa, nên anh đành động viên Tử Thiên tỏ tình với Nhất Hùng càng sớm càng tốt. Sau khi mua sắm choáng hết cả mặt, Nhất Hùng cùng A Mục đi dạo thay đổi gu gái là Nhất Hùng, nhìn lãng tử hẳn ra. Anh nhờ A Mục chụp ngay một tấm ảnh gửi cho cô em Tử Thiên duyệt xem có trầm trồ. Vừa thấy bức ảnh, Tử Thiên cười bò vì nhìn Nhất Hùng cũng ra ngô ra khoai phết đấy. Hở tí là nhắc đến cô bạn thân, A Mục thấy vậy bèn vội vã đi về không thèm ăn uống gì nữa. Hôm nay Kaka cùng vợ chính thức ra tòa để ký đơn ly hôn. Mặc dù vậy nhưng hai người vẫn vô cùng vui vẻ khi ở bên nhau. Francesco ngậm ngùi dỗ dành Kaka mong ông chồng cũ có thể đối mặt với giới tính thật của mình và tìm được một nửa mới. Ngồi bên bờ biển, Nhất Hùng quang hợp đợi cô em Tử Thiên, cả Louis và A Mục đều bận nên chỉ có hai người gặp nhau. Trời xanh mây trắng nắng vàng, Nhất Hùng cùng Tử Thiên vui vẻ chơi bời cuộc đời cùng nhau. Tử Thiên vẫn phân vân không biết có nên tỏ tình với Nhất Hùng hay không. Đang định mở lời thì hỏi Nhất Hùng có chút tình cảm nào với mình không, thì Nhất Hùng nói mình đang hẹn hò với A Mục. Tiểu Thiên liền nuốt lại lời nói của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên là A Mục gọi đến, không nói gì thêm, Nhất Hùng cùng cô bạn thân lặng lẽ đi về. Đến nhà, Tử Thiên vội vã rời đi chào tạm biệt hai người, cảm ơn vì thời gian qua cho cô ở ké không tốn một đồng. A Mục đuổi theo cô em kéo vali bắt taxi cho Tử Thiên, anh thử biết cô nàng đang dùng nụ cười che đi nỗi đau. Về đến nhà, Tử Thiên khóc thật to xả vào lòng anh Bình vì biết Nhất Thiên con mồi của mình đã hẹn hò với A Mục.